lắng lẽ. Nhìn mặt cha đang lộ vẻ kinh hoàng, cô lo thành đang nghi ngút một màu tan, đã đánh dấu sự điêu tàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lặng lẽ bước ra đi với tình thâm tâm tình con trẻ. Bước gian ly trên đường xa vạn ly, cha đâu ngờ quân thù theo dõi bước chân cha, mà chính con là kẻ đưa đường dẫn lối, nỡ đang tâm sát hại cha. Xin cảm ơn thí sinh Nguyễn Thị Hồng Đấm, mã số 04. Và tiếp theo đây chúng tôi xin được mời thí sinh Trần Kim Phính và Bùi Trung Đẳng cùng bước ra sân khấu để chúng ta lắng nghe những ý kiến nhận xét của hội đồng nghệ thuật. Và sau đây Như Quỳnh cũng xin được trân trọng kính mời đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Huỳnh Nga sẽ đại diện cho hội đồng nghệ thuật có đôi lời nhận xét với phần dự thi của ba bạn thí sinh. Xin được trân trọng kính mời. Ba em thân mến, được các em mở màn cho cái chương trình tối nay khá hấp dẫn. Kể ra thì tối nay ban tổ chức cũng như đạo diễn đã tạo cho các em một cái việc hơi khó. Tức là có lẽ các em chưa phải là những diễn viên chuyên nghiệp, mà các em phải diễn những động tác trong nghề người ta gọi là vô thực vật. Bắt các em phải tưởng tượng. Cho nên em nào mà thiếu tưởng tượng thì cái cảm xúc của các em nó lợt lạc. Ví dụ như cái cô Phính ở dòng sông đỏ, em kêu cha, cha ơi, các người bắn cha tôi, mà chú ngồi đây không biết cha em ở đâu. Lúc đầu ở trong em chạy ra thì em ngó về chỗ hai cô MC, tưởng lấy đó làm cái chỗ ổng bị bắn. Sau đến lúc em ngó qua bên này, rồi sau đó là em cứ đứng mà ca, nó thiếu cái đối tượng cụ thể. Đây có anh Trung Đẳng thì tôi cho rằng anh cũng thuộc kỳ loại, nếu sau này anh làm diễn viên thì anh loại diễn viên khôn. Anh mang bị, mang túi, mang bông rồi theo. Và anh có cái đối tượng cụ thể là coi như mẹ mình ở đó, để em ca em hát và tạo ra cái cảm xúc. Cái đó, cái đạo cụ đó nó giúp cho em có cảm xúc tốt. Và cho nên cái giọng ca của em nó có cái giọng cảm xúc chân thành. Nếu như ngoài đời tôi tin có lẽ em hối lỗi thật. Mà không biết tội gì thôi. Yeah. Riêng cháu Gấm thì cũng như cái em Phính cũng gần như thiếu đối tượng. Cha mà cha không biết cha ở đâu. Mà giả lại em là công chúa, mà cha em là vua kia mà. Cho nên các em nó thiếu nhiều thứ. Ngoài những cái giọng ca của các em trời cho, cha mẹ sinh ra thiên phú cho được cái gì các em trình bày ở đây. Còn những cái khác về kỹ thuật đó thì gợi ý để cho các em rút kinh nghiệm. Nếu các em bước tới nữa vào dòng khác thì các em có cái kinh nghiệm để mà làm. Hoặc giả trong cuộc đời đâu các em lại lỡ đi hát như mấy anh mấy chị thì sao, cũng có cái kinh nghiệm để mà làm ha. Về tiếng ca của các em thì phải nói là riêng ba em thì hai nữ một nam. Bữa nay thì anh thấy là nam nó hơi thỉnh. Dương Thịnh
mà âm thì trung bình. Tiếng ca của Đảnh, em có một cái giọng, có cái tiếng nói